Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục trở lại với chuyên mục giải đáp về môn toán của kênh YouTube Học Giải. Buổi hôm nay thì bạn Tất Thành có hỏi mình cái câu hỏi như này: cho hàm số y bằng 2x cộng 4 chia cho x cộng 1, có đồ thị hàm số đây là C. Bây giờ người ta yêu cầu chứng minh rằng đường thẳng y bằng 2x cộng m cắt đồ thị C tại hai điểm phân biệt A và B với mọi m. Ý thứ hai là xác định m để cái đoạn thẳng AB này ngắn nhất. Mình thấy cái câu hỏi này khá là hay nên là mình tổng hợp và mình đây hướng dẫn các bạn. Thế còn lại một số câu hỏi mà các bạn hỏi mình ấy thì nó trùng, có thể giống hoặc là nó trùng với lại các chuyên mục mình đã đưa lên rồi, thì các bạn vui lòng các bạn tìm lại các video các bạn làm. Nó chỉ tương tự thôi, các bạn thay số vào cái hướng làm và cách làm thì nó là như nhau. Các bạn thay số vào các bạn làm sẽ ra. Và đối với những cái bài mà nó khác và nó lạ đi một chút thì mình sẽ tổng hợp và mình hướng dẫn các bạn ở đây. Thế thì bây giờ mình trả lời cái câu hỏi của bạn Tất Thành như thế này. Rồi, bây giờ người ta cho cái đồ thị C có hàm số như thế này. Đường thẳng, ở đây mình ký hiệu, giả thiết đây là đường thẳng D nhé. Đường thẳng D mình ký hiệu như thế này. Và bây giờ người ta bắt chứng minh là C để cắt D tại hai điểm phân biệt. Thế thì muốn C mà cắt D tại hai điểm phân biệt thì giống như cái buổi hôm trước mình đã thấy nói với các bạn ấy, các bạn cần phải lập ra cái phương trình hoành độ giao điểm của C và D đúng nào, và các bạn chứng minh được rằng là cái phương trình đó mà luôn luôn có hai nghiệm thì có nghĩa là C và D sẽ cắt nhau tại hai điểm phân biệt đúng nào. Thế còn cái câu mà xác định M để AB này ngắn nhất thì các bạn làm sao? Vậy tương tự như thế thì các bạn chỉ cần viết phương trình hoành độ giao điểm nào. Phương trình hoành độ giao điểm. Của C và D. Thì các bạn cho hai cái thằng này bằng nhau thôi. Hôm trước mình đã giải thích rồi. Tại sao cho bằng nhau là vì hôm trước mình nói rồi. Đây các bạn cho 2x cộng 4 chia cho x cộng 1. Nó phải bằng 2x cộng m. Ok không? Đây là phương trình hoành độ giao điểm. Đương nhiên các bạn nhìn thấy cái mẫu này. Ở đây có mẫu là x cộng 1. Đúng nào? Thì đương nhiên là x cộng 1 phải khác không? X cộng 1 khác không thì chỗ này nó x phải khác gì? Khác trừ 1. Bạn nhớ điều đấy. Nếu như x mà bằng trừ 1 thì cái phương trình này trở thành vô nghĩa rồi, không xác định. Rồi thì bây giờ mình quy đồng. Các bạn hoàn toàn biết quy đồng những cái này rồi đúng không nào? Bây giờ phương tương đương nào. Tương đương đây là 2x cộng 4. Quy đồng lên, đây sẽ bằng x nhân 2x, đây bằng 2x bình phương cộng với mx. Cộng với mx rồi cộng 2x cộng m. Tương đương với, các bạn chú ý nhé, những cái phần hướng dẫn này của mình các bạn về nội dung thì nó đúng, nhưng quá trình mà làm các bạn ạ, mình nhiều khi mình làm nó sẽ nhầm, mình nhầm nó nhầm thì các bạn thông cảm cho mình. Một số bạn có comment trên đấy thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn rồi, và mình nói là sửa video nhưng mà mình không sửa được bởi vì nó đã đăng lên rồi, chẳng nhẽ lại quay lại, thì mình có nói kết quả và sửa lại như nào ngay trên đấy rồi, thì các bạn để ý cho mình. Đây có 2x, bên này có 2x, vậy tự nó triệt tiêu đi rồi. Đây sẽ là tương đương với 2x bình phương cộng với mx và cộng với m trừ 4 bằng 0. Đấy, mình ký hiệu đây là một cái phương trình sao. Các bạn phải chứng minh được cái phương trình sao này phải luôn luôn có hai nghiệm phân biệt. Ở đây bởi vì nó luôn cắt tại hai điểm AB với mọi m mà. Để chỗ nào? Bây giờ mình đặt cái bước nhỏ nhỏ này thôi, gx nào đó bằng 2x bình phương cộng với mx cộng với m trừ 4. Đấy, đặt như này. Thế thì bây giờ mình có thể nói như này, giải thích như này, để đồ thị hàm số C, hoặc là để C nhé, C cắt D tại hai điểm phân biệt thì phải xảy ra cái gì? Ở đây mình thấy cái phương trình này, phương trình này có hệ số B và M, nó không phải là chẵn đúng không, nó là một cái số bất kỳ nào đó. Chính vậy mình phải tính cho delta, chắc chắn là delta đây phải lớn không, biệt số delta phải lớn không, và cái phương trình này nó phải không có nghiệm x bằng trừ 1, bởi vì nếu có nghiệm x bằng trừ 1 thì nó phạm vào cái điều kiện này của mình là x khác trừ 1 đây, thấy chưa? Do đó cái g tại trừ 1 đây nó phải khác không, g tại trừ 1 nó phải khác không,
Đấy, cái chỗ lúc mình đặt g ấy, thì nó chỉ có phục vụ mỗi cái chỗ này thôi. Tương đương với delta của ta đây bằng gì nào? Đây sẽ là m bình phương trừ đi 4ac, tức là trừ 4 nhân 2 bằng 8 nhân với m trừ 4 lớn hơn 0. Ở chỗ này g tại trừ 1, tức là 2 nhân với trừ 1 tất cả bình này cộng với m nhân với trừ 1 cộng m trừ 4, phải khác không? Đấy, tương đương, viết đây luôn cho đỡ tôn giấy. Đây là m bình trừ 8m, trừ 8m và cộng với 32, phải lớn hơn không? Nhìn đây biết là lớn không nhỉ? Nhìn đây biết lớn không? 8 chia 2 bằng 4, 4 16, 16 trừ 2, 32 bằng trừ 16. Tức là delta, cái chỗ này nó biệt thức delta âm nên dấu của tam thức này phụ thuộc vào dấu hệ số A. Hệ số A ta bằng 1, dương, vậy chúng mày biết ngay chắc là dương rồi. Nhưng mình sẽ biến đổi theo hàng thức để cho các bạn nhìn. Đây là 2, đây là trừ m cộng m, đây hết. 2 trừ 4 đây bằng trừ 2, đây là trừ 2, khác không? Trừ 2 khác không là hoàn toàn thỏa mãn rồi. Đúng nào? Trừ 2 là khác không? Tiếp tục, cái thằng trên này mình biến đổi cho các bạn xem này, tương đương này. Tương đương m trừ đi 4, bởi vì mình sẽ biến đổi vào bình phương của một hiệu. M trừ 4 tất cả bình phương thì đủ m bình trừ 8m rồi, nhưng đây cộng 32, đây chỉ có 16 và ở đây mình sẽ cộng thêm 16. Thì các bạn thấy rằng là cái chỗ này đã lớn hơn bằng 0 rồi, đúng không? Bản thân cái chỗ này đã lớn hơn bằng 0 rồi. Và cộng thêm một số 16, một số dương gì nữa thì luôn luôn lớn hơn 0 với mọi m. Được chưa nào? Và đây trừ 2 khác không? Luôn thỏa mãn. Được chưa nào? Vậy thì đến đây bạn đã suy ra được là làm sao rồi? Bạn đã suy ra được là C luôn cắt D tại hai điểm phân biệt với mọi m. Đấy. Vậy là cái ý đầu tiên người ta hỏi là mình đã giải quyết xong. Và bây giờ người ta bảo là cắt tại hai điểm phân biệt A và B. Cắt tại hai điểm phân biệt A và B với mọi m. Bây giờ người ta yêu cầu xác định m để cái đoạn thẳng AB là ngắn nhất. Vậy thì người ta yêu cầu tìm m để cái đoạn thẳng AB ngắn nhất. Vậy thì mình dựa vào cái độ dài của vector AB thôi. Đấy chưa? Dựa vào cái độ dài của vector AB thì các bạn sẽ làm ra. Nào, thế thì bây giờ mình giả sử đây, C cắt D, các bạn viết chữ cắt ra nhé, tại hai điểm có lần lượt có tọa độ là hai điểm A có tọa độ là x1 này, các bạn để ý này, các bạn để ý nhé, dạng đồ thị ví dụ như này chẳng hạn, cái thằng đường cong C nào đó như này, C này và một đường thẳng, đây là đường thẳng 2x cộng m, thế nó cái dạng thôi được rồi, mình cứ viết dạng như này nhá, mình viết dạng như này, đây là y bằng m đi, cái đường thẳng y bằng m nhá, đây chỉ là ví dụ cho cắt thôi, đây là đường thẳng y bằng m. Thì bạn thấy rằng là nhá, nếu như cái đồ thị này cắt nhau tại cái điểm A ở đây mà nó đã có hoành độ là x1 thì đương nhiên là bạn thay x1 vào cái đường thẳng y bằng m này cũng được, hoặc bạn thay vào cái đường thẳng của cái hàm số y bằng fx của cái đồ thị hàm số C này đều ra được cái tung độ của điểm A này, đúng không nào? Chính vì vậy bạn thay vào đâu để cho nó khi các bạn có trong quá trình các bạn tính toán nó dễ nhất thì các bạn làm. Thế thì ở đây các bạn thấy rằng là cái đường thẳng D này y bằng 2x cộng m nó cắt thằng C này, vậy bây giờ mình đã giả sử là cái hoành độ của điểm cắt đấy nó là x1 rồi thì mình nên thay vào cái tung độ của cái điểm đấy, nên thay vào cái phương trình đường thẳng D này thì nó sẽ nhanh hơn. Các bạn đương nhiên các bạn làm theo cái thay vào cái đồ thị hàm số C này cũng được, nó vẫn ra chẳng sao cả, nhưng mà cái bài toán độ lúc các bạn tính toán nó sẽ phức tạp hơn. Vậy chính vậy thay ở đây nhá. Thế thì ở đây nó có hoành độ là x1 rồi, vậy tung độ của nó phải là 2x1 cộng với m, đúng nào? Tung độ y1 này. Y1 ở đây nó sẽ phải là 2x1 cộng với m. Và điểm B có tọa độ là x2. Tung độ của nó sẽ là 2x2 cộng với m. Được chưa nào? Thì bạn thấy rằng là bây giờ nó bảo là để cho AB này là ngắn nhất, đoạn thẳng AB ngắn nhất thì mình vừa nói với các bạn là nên dựa theo cái vector AB, độ dài của vector AB, đúng không nào? Vậy thì
độ dài AB này chính bằng độ dài của vector AB. Độ dài vector AB đây là mối liên hệ giữa điểm và vector. Mối liên hệ giữa điểm và vector thì các bạn hoàn toàn biết rồi đúng không nào? Vector AB bằng tọa độ điểm sau trừ tọa độ điểm trước thôi. Năm lớp 10 các bạn học rồi. Mà đây là lại là độ dài nữa thì nó bao giờ nó sẽ bằng căn bậc 2 của gì? Tọa độ điểm sau trừ tọa độ điểm trước, tức là x2 này trừ đi x1 này, tất cả bình phương. X2 trừ đi x1 tất cả bình phương này cộng với y2 trừ y1 tất cả bình phương đúng không nào? Vậy thì y2 trừ y1 nó là gì? Y2 thì nó bằng cái này 2x2 cộng m cộng với m trừ đi y1 trừ đi thằng này, dấu trừ đứng trước mình phá ngoặc ra luôn, đây là trừ 2x1 và trừ đi m tất cả bình phương. Đấy, đẹp quá. Bây giờ làm nào bây giờ nữa nhỉ? Bằng kệ nó, cứ phá ra một chút đã để nhìn xem nó ra cái gì không đã. X2 trừ x1 tất cả bình này, ở đây m trừ m đây hết, mình nhóm 2 ở đây ra ngoài, đây cộng với nhóm 2 ra ngoài thì bên trong là x2 trừ đi x1 tất cả bình phương, à mình xin lỗi, bình ở ngoài này tất cả bình. Ok chưa? Rồi, đẹp quá. Ở đây có x2 trừ x1, vậy bình phương lên luôn đi, bằng căn bậc 2 của gì? Đây là 4 này, bình phương ra là 4, 4 nhân với x2 trừ x1 tất cả bình, vậy cộng 1 đây bằng 5. 5 nhân với x2 trừ x1 tất cả bình phương. Bạn phá ở đây cũng được nhé, phá luôn đây cũng được, phá luôn đây cũng được, cộng trừ vẫn ra như nhau, nhưng mình làm này để cho tiết kiệm thời gian thôi. Bằng. Cái này nó gần gần giống cái bài hôm trước mình đã làm rồi thì phải. 5 này. X2 trừ x1 tất cả bình bị phá ra thì nó sẽ là x bình 1 cộng với x bình 2 trừ đi 2 x1 x2. Đúng nào? Rồi. Bằng tiếp. Các bạn biết mình đang làm theo chiều hướng gì không? Mình sẽ làm đi làm theo VS đúng không? Mối quan hệ giữa tổng các nghiệm và tích các nghiệm. Đây là 5 này. Nhân với x1 cộng với x2 tất cả bình phương và trừ đi 4x1 x2. Được chưa nào? Cái này mình gọi là 2 sao chẳng hạn. Cái này mình gọi là 2 sao chẳng hạn. Các bạn ký hiệu là 1, 2 thì cho nhanh, cho dễ nhé. Mình chót trên kia ký hiệu là sao rồi. Thì các bạn thấy là bây giờ mình theo cái định lý VS cho cái phương trình sao này nhé. Thì mình sẽ có cái gì? Áp dụng định lý VS theo VS cho phương trình sao. Ta có x1 cộng với x2 bằng trừ b trên a. Trừ b trên a tức là trừ m chia cho 2. Và x1 nhân x2 bằng c trên a tức là bằng m trừ 4 chia cho 2. Được chưa? Bây giờ mình thay vào sao? Bây giờ mình thay vào sao thì mình sẽ có cái gì? Ta có AB sẽ bằng này, căn bậc 2 của 5 giữ nguyên này, x1 cộng x2 tất cả bình. X1 cộng x2 tất cả bình tức là bằng m bình trên 4 đúng không nào? M bình phương trên 4. Tiếp tục trừ đi 4 nhân x1 x2. Trừ đi 4 nhân x1 x2 tức là 4 nhân với m trừ 4 trên 2, mình triệt tiêu cái 2 luôn, 4 chia 2 bằng 2. Đây sẽ là trừ đi 2 nhân với m trừ 4. Hết rồi. Đây bằng cái gì? Căn bậc 2 của 5 này nhân với cái gì? Đây là m bình trừ m bình trên 4. Đây trừ 2m xong cộng với 8. Vậy đây nó sẽ là m bình phương này. 4 nhân với 2m đây là trừ 8m này. Và đây là dương 8 cộng với 32. Và chia cho 4. Đấy, đến đây là gần ra rồi. Bằng căn bậc 2. Đây là 5 phần 4. Mình tách ra ngoài đây nhé. 5 phần 4. Bên trong này còn cái gì đây? À, thế này gần giống cái thằng kia. Mình tách thành là m trừ đi 2 tất cả bình phương. Trừ đi. À, mình xin lỗi. Không phải trừ 2. Mà đây phải trừ 4. M trừ 4 tất cả bình phương. Đây 16 cộng thêm 16 nữa. Cộng với 16. Ok. Đấy, đến đây thì các bạn có thể tìm theo cái giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nhé, theo cái đấy đều được.
Bởi vì ở đây nó tìm AB nhỏ nhất mà. AB nhỏ nhất khi cái biểu thức dưới dấu căn này là nhỏ nhất thôi. Được chưa nào? Thì bạn tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất đây cho mình cũng được, chả sao cả. Nhưng mình làm này cho nhanh hơn, với cái này theo phương pháp của năm lớp 10 rồi. Thế thì bạn thấy rằng là gì? AB min này, khi cái biểu thức trong căn này là phải min, đúng không nào? Biểu thức trong căn này min, biểu thức trong căn này min khi nào? Cái chỗ này các bạn thấy rằng m 4 tức là bình phải luôn luôn lớn hơn bằng 0 chưa? Được chưa? Vậy thì min khi nào? Khi cái m 4 này nó phải bằng 0, được chưa? Vậy AB min AB nhé, tiến đến min, các bạn giải thích cho mình nhé. AB đạt giá trị nhỏ nhất khi nào? Khi m 4 phải bằng 0. Vậy ở đây mình suy ra m đây bằng 4. M bằng 4. Khi m bằng 4 thì AB min AB này nó sẽ bằng là gì? Đây là ngắn nhất nhá, AB là ngắn nhất rồi thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của gì? 5/4 nhân với 16. Đúng không nào? Cái chỗ này bằng 0 rồi, 4 - 4 thì bằng 0. Vậy thì 5/4 16 chia 4 ở đây nó sẽ bằng 4, 4 nhân với 5 bằng 20. Căn 20, trời, viết căn dài quá. Căn 20 thì bằng 4 nhân 5, vậy bằng 2 căn 5. Đấy. Vậy thì bạn chỉ cần kết luận cho mình là gì? À, với m bằng 4 thì AB là ngắn nhất. Thế là xong, để chỗ nào? Với m bằng 4 nhá. Bạn kết luận như này này, với m bằng 4 thì AB là ngắn nhất. Xong. Đấy, còn nếu người ta hỏi là ngắn nhất bằng bao nhiêu thì các bạn viết ra bằng 2 căn 5, đúng chưa? Tùy theo yêu cầu bài toán nó cho ra như nào. Vậy mình đã hướng dẫn bạn Thành làm xong cái câu hỏi của ngày hôm nay. Nếu các bạn mà cảm thấy video mà hữu ích cho các bạn trong quá trình các bạn học thì nhờ các bạn like và chia sẻ lên Facebook giúp mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.